Xin chào mọi người, hôm nay thì mình đến thăm một cái cháu gái. Và cháu gái này hiện tại là bệnh tình cũng diễn biến là cũng khá là phức tạp. Và hôm nay đó thì mẹ của cháu dẫn cháu lên trên bệnh viện bú để mà điều trị bệnh. Và cô Phút sẽ vào trong để mà thăm. Thì mọi người thử đón xem cháu gái này là ai nha. Thảo ơi. Dạ. Ủa. Anh vô nha. Dạ dạ. Con chào chú. Vô vô. Dạ dạ. Để con vô. Vô đây không? Vô dạ. Khi nãy là trước khi lên á, con có gọi điện cho Thảo, con nói là xin phép cô chú trước. Nhiều khi là cô chú cũng ngại ghi hình thì Thảo nói là không có gì hết. Thì chắc là cô chú cũng có xem ở trên kênh rồi. Đúng rồi. Dạ. Ủa là bữa là cháu này phải quay cha tiền. Dạ. Bữa con qua thăm ngoại. Dạ bữa con mà bây giờ con có nghe. Dạ tại vì con gặp bà nội rồi. Ừ. Rồi sao con cô chú là ở Đắk Lắk. Đúng rồi. Dạ. Nghe nói là ở Tân Tiến. Hòa Tiến hả? Hòa Tiến. Cô đi vô thuốc mai cô mới vô. Dạ. Vợ con là cũng quê ở Phước An á, ở ngoài thị trấn. Dạ. Còn Hòa Tiến thì cũng mấy lần mà con đi lên trên đó đó. Thì con cũng có thời gian, chút xíu thời gian con cũng đi thăm mấy hoàn cảnh ở trên Hòa Tiến. Dạ. Rồi cô chú xuống đây mấy hôm rồi? Cô mới vô sáng hôm qua. Đó trị á. Cô? Cô đi quán trị. Nhưng mà ngày nay đầy quốc, mang đi luôn rồi. Con mới định tính hỏi cô á. Tại vì thường thường vô thuốc thì mình sẽ bị rụng tóc đó, với lại nhìn mà kiểu mà nhợt nhạt đó. Cơ thể thì biết là mình vô thuốc. Dạ. Mỗi lần vô cũng nó rồi về ăn uống ăn được. Mệt lắm, mệt. Còn ngày nay con mới hơi đỡ cô đi. Ngày qua cô vẫn còn mệt. Mỗi lần vô là nó làm cho con người mình đủ thứ. Mà chảy rồi nhức tất cả. Hình như thân thở cô không còn chỗ nào hết. Cô là chắc phát hiện bệnh là lâu rồi hả cô? Cô phát hiện bệnh là tháng 11, tháng 1 năm ngoái. Là cô cứ đi siêu âm là ở bệnh viện huyện mình chuyển lên bệnh viện vùng. Cho mình lên đó là kêu bị đau thần kinh, không sao họ cho về. Về là khi cô vẫn còn đau, họ cho uống thuốc mà cô vẫn còn đau. Cô lên lại nó cũng cho cô về lại. Nó cho cô uống thuốc, giờ cô thấy không bớt, cô ra huyện mà cô khám tiếp. Rồi nó chuyển cô lên bệnh viện vùng tiếp. Là cái cô bác sĩ mới giữ lại, không có cho cô về, cứ kêu mà cô nhập viện luôn. Và khi đó là cô mấy tháng chạp rồi, hay mấy tháng chạp rồi. Cho cô nhập viện ở đó rồi. Theo dõi cô 8 ngày, không ra bệnh. Xong hai thằng con cô nó mới lên, nó mới xin ông bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện vùng là sao mấy em không biết bệnh gì sao. Em cũng thấy lo. Bác sĩ nói giờ cũng đang nghi ngờ cô là bị ung thư. Nhưng mà chưa rõ là ung thư gì. Mới cho cô xuống bệnh viện Thiện Hạnh. Cái gì làm cái gì mà bơm thuốc cho em Ray á. Cái này xuống đó họ nói cô bị gì căng. Rồi bị hạch gì. Bị hạch gì mà chạy tầm lum hả con. Cái đó là kêu hạch gì không biết. Cho con ngắt lại, hiện tại trên cơ thể của cô cái hạch là nó ở vị trí nào là nhiều nhất? Ý là hạch đó là ở ung thư buồng trứng. Ý nó kêu là u buồng trứng. Có nghĩa là bây giờ nó đang bị di căn hoặc là hạch nó đang mọc lên những cái nơi khác. Cô không biết nhưng mà cô thấy đau vùng đây và đau vùng đây và đau trên đây nữa. Nhưng mà bệnh viện đây nó kêu đỡ vô thuốc là nó sẽ nhỏ bụng. Nó sẽ đỡ nhưng mà cô thấy nó vẫn đỡ một phần là thôi chứ không có đỡ hẳn. Mà bụng cô vẫn còn to. Bụng cô vẫn còn to. Nhưng mà sáng cô hỏi bác sĩ kêu đỡ vô hết đợt đây là 6 lần, 6 mũi. 6 mũi xong rồi về mới kiểm tra tất cả. Là có ý cô thấy vợ chồng già làm không ra tiền mà. Mỗi lần vô đây là tốn kém cơ lắm. Tại vì thằng cu út cô với thằng cu lớn cô là
Bữa rồi bác sĩ mới phỏng vấn là mẹ bị nặng lắm rồi, nếu mà giờ về uống thuốc nam thì không khỏi, mà nếu mà chuyển cái thuốc bình thường á, bác sĩ nghe ý thuốc bình thường mà bên cái gì là tham gia dùm cho mình đó, bảo hiểm là tham gia thì không thở mẹ qua đâu. Thì nó mới phỏng vấn là cái thuốc gì vi sinh đấy anh, ngoài bảo hiểm là có thở mẹ đỡ, chứ mẹ giờ nặng lắm rồi. Xong con cô nó nghe lời ba con đứa nó xin cái thuốc đó ban ngày ban đêm. Lúc đầu là nó nói chiều một lần là 19 triệu, rồi còn tiền xe tiền phòng trọ rồi cô là chưa tính. Nhưng mà khi đó cô thấy nó đau quá, với bác sĩ hỏi lại, khi mà chuyện lần thứ hai bác sĩ hỏi lại, cô nói là chuyện ở đó gì cô không ưa, sao cô đau lắm, nó là để con tăng thuốc cho. Tăng thuốc tính là 23 triệu mấy trăm, rồi cô tính là cô đi ở đây vô đó là trên 26-27 triệu, cả tiền xe tiền nhà trọ nữa. Rồi cô, mấy lần cô thấy nhiều tiền quá. Hỏi là cô bị bao lâu rồi? Cô bị tháng 11 năm ngoái. À giờ cô nói ý lần này 6 mũi cô mới xin chuyển về bệnh viện vùng cho nó dỡ đi lại. Giờ mình già rồi con. Giờ hai bà cháu luôn. Hai bà cháu chung một bệnh viện luôn. Ẩm lên ngồi lên đây coi thở. Ẩm hai mẹ con hả? Không chịu lên hả? Đa đa. Không chịu lên với ngồi với bà ngoại hả? Ngồi với ngoại đi con, ngoại thương con mà. Sao hôm bữa đâu có nói về vấn đề mẹ ruột em bị bệnh gì hả? Anh đâu có biết đâu. Dạ thì hôm bữa có nói chuyện mà hỏi là anh không hỏi nên thôi em cũng nói. Dạ. Rồi tiền nong của cô thì ở nhà em có mấy anh em? Em có 6. 6 anh em mà mấy đứa cũng khổ lắm con. À khổ là má em bán gãy để lo cho má em, bây giờ không, hết tiền. Không, cứ nói đi. Bây giờ hết tiền rồi. Nên giờ má em xin chuyển về bệnh viện vùng để chữa cho mấy ít tiền lại. Cô là một kỳ như vậy, nãy cô nói là 10 mấy triệu đó ha. Một kỳ tất cả là gần 30 triệu. Đợt này là cái đợt cuối cùng mà mẹ em lên trên bệnh viện này. Dạ. Rồi kỳ này là ngày mai ngày mốt là đi về lại trên Đắk Lắk. Đúng rồi. Dạ. Là trị theo phương pháp là ít tốn kém. Dạ. Nhưng mà không hiệu quả. Không hiệu quả mình kéo dài cũng được con nữa. Tới giờ thì sao? Trong giấy tờ là họ để cô là ở giai đoạn mấy? Giai đoạn mấy anh? Mấy em thì chắc là di căn rồi, giai đoạn 4 rồi. Tại di căn nguyên ở bụng rồi. Cô thấy trong bụng cô làm sao? Cô bây giờ nó kiểu nó đau làm sao cô? Cô có cảm nhận được những cái khối u trong đó không? Có lúc nó cũng đau. Thường thường con tiếp xúc với những bệnh nhân mà bị ung thư buồng trứng rồi ung thư cổ tử cung rồi đó, rồi mấy cái nang rồi đó, thì thường thường là bị trương lên đó, trương lên đó Thảo, trương lên thường thường. Lúc đó cũng đau cái này đâu, mấy bữa đau cái này cô đi. Nãy cô em hổng là sưng to lắm á. Cô nói là cô chắc là sử dụng thuốc nam hả? Không, thì thuốc nam thì chú không cho sử dụng, tại vì cô hết thị rồi, bác sĩ cũng không cho. Mà bà chị bà lao á, cô có uống xe nó ít, uống xà đen hay gì, cái cũ gì. Dạ, dạ. Cô bà Thà đó con, nhiều cô bà Thà cũng uống mới 2 ngày. Ủa chú là người quản hả? Không, hay là Bình Định luôn. À, bởi với giọng nói đó. Cô là quản? Không, cô cũng Bình Định luôn, Bình Định hết. Từ nãy xin lỗi với mọi người nếu mà những cô chú anh chị khán giả mới á, có thể là chưa hiểu câu chuyện. Tại vì mình vô đêm đây mình bất ngờ về mẹ của Thảo, nên là từ nãy mình cũng chú tâm vô cô. Mình xin phép là mình chia sẻ cho mọi người lại về cái trường hợp của cháu Trúc Anh, con của Thảo. Trúc Anh phát hiện bệnh là nay là 2 năm rồi, nhưng mà cái thời gian nó kéo dài ở bên phía bên Nhi Đồng, thì hai vợ chồng mới đưa cháu qua bên bệnh viện ung bú cách đây khoảng chừng hình như là khoảng hơn một tháng nay thôi. Lúc mình gặp trước là khoảng hơn 3 tuần, nay là hơn một tháng rồi. Hơn một tháng nay, và cái hướng điều trị thì nói chung là nó cũng, mình tạm gọi dùng cái từ là nó cũng hơi mập mờ quá thôi mọi người. Bệnh tình thì theo anh quan sát ha, thì nó cũng
chưa gọi là gì nó thuyên giảm hết. Như đặc biệt là hôm nay là bụng của cháu nó bị trương lên. Trương lên to, to lên rất là nhiều luôn. Chân thì phù. Phù nhiều hơn, nhưng mà hôm nay xét nghiệm thì thấy kết quả có chỉ số là giảm. Rồi cái vấn đề bây giờ là bụng trương phình như vậy đó thì nó đang bị cái vấn đề gì và cái hướng giải quyết như thế nào? Dạ bây giờ là nó đang bị u ác của sau phúc mạc. Thì bây giờ em cứ nói đang đi, em cứ nói. Đang hướng điều trị là vô thuốc hóa trị cho bé để giảm khối u. Để sau này mà nếu như nó có giảm nhỏ lại thì mới mổ được. Tại vì u nó to quá, các mạch máu bao quay á, thì chưa có mổ được. Sợ mổ bây giờ là mất máu. Nên bây giờ hóa trị vô thuốc vài lần á, thì sẽ nhỏ lại rồi mới mổ. Ừ. Nhưng mà bác nói là vô một lần. Mà sáng nay là vô thuốc lần hai. Thì có xét nghiệm lại thì bác nói là nếu như đợt này mà có giảm thì sẽ vô thuốc nữa để cho nó giảm. Nếu như mà đạt chỉ số thì cho bé mổ. Mổ ở vị trí nào? Mổ bên đây. Anh nhờ em một lần nữa nói về cái tên bệnh của con em. Dạ là bé bị u ác sau phúc mạc và phúc mạc. U thượng thận. Hôm bữa tóc của bạn này chưa có bị rụng, nay là bị rụng rồi đó. Rụng. Nay là Trúc Anh là được 2 tuổi rồi mọi người. Không tới 2 tuổi, khoảng 22 tháng phải không? Dạ, được 20 tháng hơn mấy ngày. Hôm bữa bà ngoại có xem mấy cái video mà con đăng không? Có. Hôm bữa xem nó khóc quá chừng luôn. Thấy phỏng khóc miết. Xem miết bà ngoại cũng làm. Giờ nó nói xuống. Kỳ này lên trên đây bao nhiêu ngày vậy Thảo? Dạ cũng vô thuốc 5 ngày. Rồi xét nghiệm lại. Thứ hai xét nghiệm lại. Kỳ này không có cha cháu đi hả? Dạ không. Cha đi làm xa. Đợt này có mẹ con em thôi. Còn bà ngoại là bao lâu rồi mới thăm lại cháu ngoại đây? Ừ. Rồi vô luôn đó. Hôm tháng 5 nó tới tháng 5. Tháng 5 tới giờ 4 tháng. 4 5 tháng rồi. Cô là có xui hết rồi, 6 xui hết rồi hả cô? Đúng rồi. Rồi có ai ở chung với cô không? Này nó út. Có thằng để ở chung luôn, như ở riêng nó đi làm được thì trắng đó. Ở luôn rồi đó. À chắc cháu thích ở dưới đó Thảo ơi. Thôi dạ. Hai mẹ con cứ ngồi ở dưới đi. Dưới đây nha. Đây ngồi lên nè. Không chịu. Đi, đi. Đi hả? Như vậy thì nó có ảnh hưởng tới việc mà cháu nó khó thở không? Dạ có. Tại vì bé cái u này di căn phổi rồi nên giờ thở nó cũng mệt. Cao huyết áp là giờ đi xíu là mệt thở. Mình quên nói là mọi người là bạn này là con bị cao huyết áp nặng luôn á mọi người. Nặng luôn. Mà ví dụ như cô mình ăn no chút xíu á, mình kiểu là mình còn khó chịu rồi này ha. Đợt này vô có đóng tiền gì không Thảo? Dạ đợt này vô là cũng mua thuốc anh. Mới mua thuốc mới về đó. Mua nhiêu tiền vậy? Dạ mua 115.000 hũ lọ kia với 600.000 năm lọ thuốc giải độc gan. Là tổng cộng là bao nhiêu? 615.000. Còn chưa tính chi phí sau này. 715. À 715. Sao giờ đang đổi gì vậy Thảo? Đòi đi anh. Đi hả? Dạ. Đi nha. Hỏi nè, chú xin nói chuyện con 2 phút thôi. 2 phút rồi giờ chú xin nhờ mẹ hẫm con đi chơi nha. Bạn này hiện tại giờ đang đòi đi chơi. Chắc là ở trong phòng cũng buồn rồi. Cô uống nước đi. Tâm à. Hôm nay con định là con lên con gặp Trúc Anh với lại Thảo. Mà nghe nói là cô với chú vô
À, con nghĩ là cô chú đi vô lên đây thăm cháu ngoại nè, tại vì cháu ngoại đi lên trên bệnh viện, con tưởng lên đây thăm thì lên đây mới biết là cô cũng đi khám bệnh và cái sự tình con đi điều trị nhá. À, con điều trị đúng. Đi điều trị rồi cũng biết sự tình về việc mà bệnh tình của cô thì con cũng thôi. Không có gì hơn thì chúc cho cô và chú có cái sức khỏe. Đúng rồi. Dạ cô. Rồi đừng có bi quan gì nha cô. Dạ. Dạ. Ừ. Còn riêng Thảo á Thảo. Dạ. À, thì Mạnh Thường Quân có gửi tặng cho con em một ít tiền. Dạ. À, để mà đồng hành cùng với em để mà đóng tiền viện phí với lại là thuốc thang cho Trúc Anh. Dạ. Thì qua đây em cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân trước giờ đã hỗ trợ cho em kinh phí lo cho bé. Em cũng cảm ơn anh là cầu nối giữa mọi người đến với em. Em cảm ơn anh và mọi người nhiều ạ. Đây là cái khoản tiền nè, anh gửi luôn nè nha, nhận nha. Dạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 triệu 800. Dạ. Dạ. Em cảm ơn anh. Đối với trường hợp của Trúc Anh đó thì GoFood vẫn nhận cái khoản tiền tiếp theo cho Trúc Anh, tại vì hiện tại là bây giờ cái việc điều trị nó khá là phức tạp và cũng như là tốn kém rất là nhiều. Ngược lại thì bạn này với lại là chồng thì không có việc làm. Mọi người thấy đó, chăm con như vậy suốt à. Hôm nay là có bà nội nữa nha. Đó, bà nội phải phụ nữa đó. Nội phụ chăm, mọi người thấy chăm rất là cực. Rồi thêm nữa thì cô đây nữa, mẹ của Thảo bị đau, đau luôn. Bị đau, đâu có nhờ đỡ được gì đâu. Ừ. Nếu mà cô đừng đau lên, cô còn phụ nữa. Phụ nuôi cháu mà giờ cô bị bệnh lên sợ nó nuôi cô chứ đừng là cô nuôi cháu. Dạ. Thôi, em trả lại anh cái mic đi nha. Rồi dẫn cháu đi xuống đi chơi đi. Chứ để cháu nó khóc rồi tội nó nữa nha. Đi đi. Rồi lấy tiền giữ tiền đi. Để anh nói chuyện với lại cô chú chút xíu rồi anh xuống nha. Dạ. Chào mọi người. Sao mà đi có chừng cầu thang đó nha. Tội không? Đợt trước Thảo nó đâu có nói gì con đâu, con đâu có biết gì đâu. Con tưởng cô chú ở trên đó rồi cũng làm đụng vậy trên đó thôi, đâu có nói mà cô bị bệnh ung thư thì gì đâu. Chị lo cho cháu nha, còn cô thì ở nơi có chú lo. Mấy anh nó lo. Nó không có nói với con chứ mọi người cũng đều biết. Chú nhỏ cũng bị đột quỵ mới vừa đỡ. À vậy đó hả? Chú bị đột quỵ. Vừa cô vô nuôi sinh con bé đi sinh thì nó ở nhà bị đột quỵ. Rồi điện cô hồi nuôi mới 12 ngày cô quay ở gì à? Thảo nó đi rồi, thôi ở đây cô nghe giùm con với lại cô cảm ơn Thảo giùm con nha. Mình xin phép là mình đọc tên và cái khoản tiền mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho Trúc Anh trong cái kỳ này, và khi nãy mình cũng nói đó, thì cũng mong là Mạnh Thường Quân có thể là đồng hành cùng với lại em Thảo để mà có những cái chi phí lo cho Trúc Anh. Con đọc nha cô. Thứ nhất là một chị ở phường 25 Bình Thạnh là 2 triệu. Thứ hai là chị Nguyễn Mộng Loan ở Vũng Tàu là 1 triệu. Thứ ba là chị Ngắn ở Đồng Tháp là 500 ngàn. Thứ tư là chú Sanh cô Anh ở Mỹ, 200 đô la Mỹ là 4 triệu 790 ngàn. Thứ năm là một người ở Alaska Mỹ là 5 triệu. Thứ sáu là anh Trần Quốc Vũ ở xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai là 300 ngàn. Và cuối cùng là em Xuyên ở Cờ Đỏ, Cần Thơ là 200 ngàn.
Tổng cộng cái khoản tiền đó là 13.790.000. Rồi con làm tròn luôn là 13.800.000. Rồi con gửi cho Thảo. Bây giờ cô cũng xin thay mặt cho con của cô, cô cảm ơn hết cả những người đã phụ cho con cháu cô. Cô cũng cảm ơn hết tất cả. Chúc cho mọi người đã được sức khỏe bình an, được nhiều may mắn. Giờ cô không biết nói gì hơn. Ừ. Cô cảm ơn hết tất cả như vậy. Dạ. Và một lần nữa thì con chúc cho cô chú bình an và sức khỏe nha. Có dịp con gặp lại cô chú. Khi nào mà có dịp con về quê vợ con trên Phước An đó thì con chạy qua nhà của cô chú để mà biết nhà ha. Đây cũng không có xa. Nè. Thôi con đi nha chú. Cô cảm ơn con cháu. Dạ. Thưa với mọi người đó thì sau khi mà kết thúc cái trường hợp của Trúc Anh đó thì Gu Phú sẽ qua bên chị Bình đó. Mình sẽ thăm lại bạn Thúy Kiều. Bạn Thúy Kiều mà cái bạn mà cũng bị ung thư. Rồi có hai đứa con nhỏ mà không có tiền để mà đóng tiền học cho hai cháu trong cái kỳ năm học mới này đó, là phải cho nghỉ học. Thì khi mà con đăng lên thì một vài điều may mắn cũng đến với lại bạn Thúy Kiều. Thì cũng trong cái lần này đó thì con cũng thay mặt Mạnh Thường Quân con cũng gửi tặng cho cái bạn đó. Thôi con đi qua bên đó để nhiều khi trễ giờ nha cô. Dạ. Chúc sức khỏe nha. Dạ. Chúc hai đứa con đi làm em đi. Được nhiều sức khỏe. Dạ. Đây con tặng cho cô. Không có quà gì lớn lao hết. Tặng cho cô tờ tiền 2 đô làm kỷ niệm nha. Dạ. Cô cháu mình gặp nhau làm kỷ niệm. Tặng cô. Cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn. Để trong tủ hay là trong bóp gì đó, nhiều khi lâu lâu nhìn thấy nó đợt đó là gặp mình sinh. Con là tên sinh à? Dạ con tên sinh. Giờ con ở Hội An là ở thôn nào? Ở Phước An. Phước An. Dạ. Ở vùng nào con? Ở thị trấn á. Dạ. Bán cái gì? Là quê vợ con là ở ngay chỗ thị trấn Phước An ở Đắk Lắk á. Ừ. Dạ. Vợ con bán cái gì? Không, vợ con là suốt nay đi làm ở dưới đây rồi gặp con ở dưới đây. Dạ, còn quê của vợ con là trên đó. Dạ, thôi con đi nha. Con cũng hay về trên đó lắm. Có thể là qua tháng sau con về. Dạ. Thôi con đi, nếu mà qua tháng sau mà con có về con lên trên cô nha. Cô cảm ơn. Dạ. Thôi con đi nghe chú. Hai cháu xin nhiều sức khỏe dồi dào. Trời ơi, hai hai người dễ thương ghê, hiền ghê á. Nãy con nói là cô chú có khó không, rồi nếu mà cô chú mà không có cô chú mà ngại ghi hình đó thì thôi để cô chú rồi có anh em mình gặp riêng đó. Là Thảo nó không, ba mẹ em dễ lắm. Thôi con đi nha. Dạ, con đi, mai cô về rồi ha. Mai cô vô thuốc xong chiều cô về. Dạ thôi con đi. Thôi con đi. Dạ. Hai đứa con đi. Thôi mình đi qua bên chị Bình để mình gặp Thúy Kiều nha mọi người. Nếu mà bây giờ á, nếu mà gặp Thúy Kiều á thì cũng dễ. Thúy Kiều đi xuống dưới nhà chị Bình đây cũng được 4-5 ngày rồi đúng không em? Dạ. Là em xem trên kênh rồi em biết chị Bình rồi em liên hệ chị Bình xin vô ở hay sao? Em nhờ chú Phúc qua bên Mỹ, chú Phúc điện, chú Phúc nói là con về chỗ của chị Bình ở đi. Chú gửi gắm ở đó rồi con ở đó, rồi có thể có mấy bé thì con sẽ vui hơn, rồi tinh thần không nghĩ cho lạc quan lên á, mình sống lạc quan lên mấy bé vậy đó. Mấy ngày nay về thì thấy ở nhà không khí làm sao? Dạ vui, vui lắm. Cơm cũng có mình có mấy chị nấu cho ăn cơm, rồi mấy khi mấy chị ăn cơm cũng kêu ăn cơm. Anh thấy em là khi thoảng là em cũng ra ngoài để mà em phát cơm rồi phụ cái này cái kia cho mấy chị. Dạ em khi nào em khỏe thì em phát cơm phụ cho chị Bình, phát cho bà con cũng có mà bệnh hoạn như mình. Thấy cái việc mà mình kiểu mà mình giúp thì không giúp nhiều nhưng mà mình phụ cái công, hoặc là mình làm trong cái việc mà tập thể như vậy rồi gửi đến cho bà con thì thấy cũng khá là vui ha. Là vui lắm. Cái thứ nhất là về cái vấn đề điều trị bệnh mọi người, là về thuốc thang nó hiệu quả rồi điều độ. Cái thứ hai nữa là cái tinh thần ha. Tinh thần mình cảm thấy mình tốt thì cái sức khỏe mình tốt.
Trong cái kỳ này thì em ở dưới bệnh viện đây thì em điều trị như thế nào? Dạ em xạ chị ngày nào cũng xạ. Sáng là 6 giờ, 5 giờ mấy em đi, 6 giờ là em vô xạ. Kéo dài bao nhiêu ngày em? Kéo dài có thể 1 tháng mấy là mình đi tia, còn thêm chắc 2 tháng rưỡi. Tổng cộng chắc 2 tháng rưỡi. Rồi mình xin phép là mình giới thiệu lại về cái trường hợp của Thúy Kiều nha mọi người. Cho những ai mà lần đầu xem ở trên kênh và biết về cái hoàn cảnh này cũng như là biết về cái hoàn cảnh của Trúc Anh khi nãy. Anh nhờ đi, thôi anh nhờ Thúy Kiều có thể tóm tắt chút xíu về cái bệnh tình của em với lại những cái khó khăn hiện tại của em. Dạ như em khó khăn là em bệnh, em bị bệnh ung thư cổ tử cung. Rồi em đã quá hết 6 to, rồi em thi qua xạ trị là bác sĩ bảo em là em chọn gói em tiền là gói 20 triệu, em không có tiền, em cũng tính bỏ cuộc để về quê, như về quê rằng mà uống thuốc này kia rằng coi tới được sống, được mình nói ra câu là mình được sống tới khi nào là mình được khi đó thôi. Tại em nói cái căn bệnh này là nó lâu dài, nó quá dài với đó. Em đã trị một năm ngoài nay mà như có cái liệu trình nó chưa được gọi là hoàn hảo nữa, mà em không có tiền nữa. Rồi đem bỏ cuộc ha. Dạ, định bỏ cuộc và dẫn con lên Bình Dương hết, lên trên này hết trơn rồi ở trọ. Rồi chồng em làm lương có 5 triệu mấy 6 triệu rồi vừa đủ trọ với ăn rồi em cho con nghỉ học một thời gian rồi xong em được chị ở nhà trọ của anh đó giới thiệu, em điện cho anh rồi anh được anh giúp đỡ, được anh lên trên rồi bà con mà mặt trận tổ quốc giúp đỡ. Rồi em có số tiền rồi em đi điều trị tiếp. Rồi sau này chú Phúc qua anh rồi chú Phúc điện cho em. Chú Phúc cũng có nói là con cho mấy đứa nhỏ về học, chú sẽ tài trợ việc học cho mấy đứa nhỏ để nó như vậy tội lắm. Rồi em mới nói là dạ con cảm ơn chú nhiều, con được vậy con quá mừng, rồi con sẽ an tâm trị bệnh cho cái căn bệnh của con. Tại vì con lo vừa lo căn bệnh của mình mà vừa lo mấy đứa nhỏ nó không được đi học, mà thấy người ta đi học muốn rớt nước mắt, mà tại vì hoàn cảnh khổ khó khăn nghèo vậy rồi sao mà cho mấy đứa nhỏ nó đi học được, nếu mà đi học thì tốn vừa tốn tiền rồi bệnh của em phải mà gửi cho người ta giữ trẻ, phải mình giữ hai đứa là phải 3 triệu nữa rồi thêm tiền bệnh của mình nữa thì cái đó là quá lớn rồi, không có khả năng để chi trả cái việc đó. Rồi có nghĩa là bạn này nói thiếu một ý, là có nghĩa là đáng lẽ là năm nay đó là sẽ cho hai đứa nhỏ, hai đứa con trai của bạn này nghỉ học đó, nhưng mà có một vị ân nhân họ thấy vậy, họ không muốn là hai đứa con của em phải nghỉ học, nên là giúp đóng tiền học phí, đúng không? Dạ đúng. Ừ, là trong năm nay thôi. Dạ trong năm nay là khi được anh cho lên trên này để mặt trận tổ quốc giúp đó, rồi chú cũng thấy thương vậy, hoàn cảnh vậy thì chú mới điện em là chú nói là chú đừng có cho mấy cháu đi học mà chú sẽ tài trợ cho cháu đi học. Hai cháu là hiện tại là đã đi học rồi. Dạ đã đi học rồi, mừng lắm, mừng dữ lắm, nói mẹ ơi con đi học rồi, bữa nay con được điểm tốt nữa mẹ ơi. Vậy là tính ra là trễ hơn so với những bạn khác khoảng tuần lễ với gì, tuần hơn thôi ha. Vậy cũng không đáng kể gì đâu. Dạ. Vậy quá mừng rồi. Rồi chồng của em là đi về dưới luôn hả? Dạ về dưới luôn, đặng lo cho mấy đứa nhỏ với ấy cái nhà lại cái nhà cỏ đi bỏ vợ chồng bỏ thời gian á, rồi cỏ lên rồi sức lá đồ nhà em nhà lá cái nó sức ra hết trơn rồi giờ phải mua lá lấy ấy lá đồ lợp lại dựng lại nó đỡ nó che mỗi lúc trời mưa. Rồi nói chung là bây giờ thôi tập trung vô việc mà điều trị ha, nó cũng là gọi là mình gọi là không có ổn rồi nhưng mà gọi là hơi tạm ổn thôi. Nó cũng như là nó đỡ đau đầu hơn chút xíu thôi mọi người. Mà đặc biệt mình thấy vui là khi hai đứa nhỏ đã được đi học. Mọi người biết á, mình người lớn á, mình nói là kiểu là khó khăn thì thôi gắng để xếp lại cái việc học, nghỉ năm nay thôi rồi năm sau là ba mẹ cho. Thật ra cái việc đó nó kiểu mà làm cho mình nó thành cái thói quen, thì năm sau á cái là mình cho nghỉ học nữa. Cái riết là thành vậy cái là bắt đầu nghỉ học luôn. Rồi thêm nữa là mấy cháu nhỏ mà nghỉ như vậy á mọi người, thì ở nhà sẽ tập đi chơi bời rồi tập thói này thói kia, nó không như cái sự giáo dục ở trong trường. Cái là thành ra nếu mà mình cho đi học lại cái mấy cháu cũng không muốn đi học luôn, nên là phải quyết tâm từ đầu thôi mọi người. Một lần nữa thì cảm ơn đến chú Phúc
Chú Phúc ở đâu? Dạ bên Mỹ. Chú Phúc ở bên Mỹ đã xem cái video và cũng như là có cái sự hỗ trợ, thật sự là mình nói sự hỗ trợ rất là đáng quý về cái tình cảm của chú Phúc. Thì con xin phép là con thay mặt cho người xem ở trên kênh cảm ơn chú Phúc rất là nhiều. Mình luôn luôn mình đặt cái mục tiêu đầu tiên nhất á mọi người, đó là về cái giáo dục, có cái giáo dục, có cái nền tảng đó thì mình mới có thể là mà tiến xa hơn nữa, đặc biệt là mấy cháu nhỏ nghỉ học. Cái là thật sự là ở cái thời điểm này mà, hoặc là tới năm 2023 rồi mà bây giờ mà còn nghỉ học nữa là thôi, là sau này là tương lai mập mờ lắm mọi người. Tương lai mập mờ, học mình mới có thay đổi được cái, thứ nhất là thay đổi được cái tư duy nè, thứ hai nữa là thay đổi cái cuộc sống của mình, chứ không có thể nào nằm ở trong cái dòng luẩn quẩn giống như ba mẹ được. Cho dù ba mẹ cực khổ cỡ nào nhưng mà mình nghĩ là con cái phải lo tới nơi tới chốn. Còn cái việc học của các cháu thì mình nói chung là mình sẽ lo bằng mọi giá để cho con mình. Còn cái việc mà học của các cháu nó có tiếp thu hay không, hay là phần nào, hay là cũng nhiều yếu tố, dạ. Nhưng mà phải học, dạ, ha, phải học. Hiện tại ở trên đây đó thì cái việc ăn uống nè, cái tiền nhà trọ là hoàn toàn là không đồng. Dạ. Mình chỉ có tốn những cái khoản mà cá nhân riêng của mình thôi, tại mình cũng là phụ nữ mà, ha. Dạ. Cái thứ hai nữa thì chắc cũng mua lặt vặt về thuốc thang, rồi lâu lâu thì có thể là họ yêu cầu mình đóng tiền. Ha. Thì hôm nay cũng có chút quà gửi đến cho Thí Kiều từ phía Mạnh Thường Quân. À, anh gửi cho em là 4.3 triệu nha. Dạ. Hình như là anh để cầm đi rồi anh ấy tiền thêm, hình như là anh cầm nhầm rồi. 1 triệu phải không? Dạ. 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Cầm nha. 4 triệu rồi hả Thí Kiều? Dạ 4 triệu. À đây. Đây. 4 triệu 3 nha. Dạ. Em cảm ơn đi rồi anh, dạ, sẽ đọc tên sau. Em xin cảm ơn con xin cảm ơn cô chú, các anh chị trên Mạnh Thường Quân trên mọi miền Tổ quốc. Con xin cảm ơn rất nhiều, không có gì hơn là lời cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn. Cô Phú xin phép được đọc tên và cái khoản tiền Mạnh Thường Quân gửi cho bạn Thí Kiều. Và cái lời nhắn thì em giữ nguyên cái tinh thần như vậy, dạ, ha, để chống chọi với căn bệnh. Dạ. Thứ nhất là chị Duyên ở quận 8 là 500.000, thứ hai là chị Nhi ở Mỹ là 1 triệu, thứ ba là chị Cúc ở quận 6 là 500.000, thứ tư là cô Võ Thị Hậu ở Bình Chánh là 2 triệu và cuối cùng là chị Nguyễn Thị Thanh Thúy ở quận 8 là 300.000. Tổng cộng là 4 triệu 3 nha em. Dạ. Ừ. 4 triệu 3 đó. Dạ. Ừ. Rồi mình cũng thêm là mình nói một lần nữa nha. Về trường hợp của bạn này với lại là cháu Trúc Anh, GoFood vẫn nhận thêm những cái khoản để cho Thí Kiều với lại Trúc Anh để mà có những cái chi phí để mà lo bệnh tình à, mọi người. Riêng về Trúc Anh thì nãy mọi người thấy đó, thực sự là mình thấy là khá là bất ngờ khi mà mình gặp mẹ của bạn Thảo luôn á. Mình không nghĩ là mẹ của Thảo đang bị bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, rồi Trúc Anh nữa. Trúc Anh thì nói chung á, hồi nãy Thảo có nói thì hôm nay vô thì ở trong bệnh viện người ta tư vấn cái này cái kia nó có cái hướng tốt, nhưng mà thật ra mình thấy á, thì bạn thì bụng mà trong cơ thể của mình nó trương ra đó mọi người, thì đó là dấu hiệu nó không có tốt rồi. Yeah. Nó đã dấu hiệu không tốt rồi. Cho dù là cái người khỏe mạnh bình thường mà hơi tròn tròn chút xíu là có là đã là gọi là có mỡ rồi đó, có mỡ bụng là cũng đã không tốt rồi. À, nói chi là cái cháu nhỏ này hôm nay cái bụng trương ra rất là to, chân còn bị phù. Rồi nói chung là về mặt mình nhìn vô Trúc Anh thì mình không thấy là có cái điểm nào gọi là tốt hết á. Thật sự mình nói nếu mà Thảo có xem hoặc là gia đình của Trúc Anh có xem, nói là mình thấy là không có điểm nào mà gọi là thấy Trúc Anh khỏe hết mọi người. Thì mình cũng nói nhiều lần ở những cái video á, mình cũng có nói là Trúc Anh trong vòng 2 năm qua đó thì đi cũng nhiều bệnh viện,
ở các bệnh viện thì họ giữ lại khoảng thời gian. Rồi sau đó thì họ nói với là cái hướng điều trị không có được tốt, rồi cứ họ chuyển. Cuối cùng á, cái điểm cuối cùng họ chuyển đến á, là về bệnh viện ung bú. Hôm sau là các bác sĩ hiện tại đang phụ trách ở bệnh viện ung bú có xem video này, có thể là nhín thêm chút thời gian nữa để mà liên hệ với lại Thảo, hoặc là những cái lần mà đi khám chữa bệnh đó có thể là tư vấn, hoặc là có cái hướng gì nó kỹ thêm chút xíu nữa. Mong là như vậy, và mình mong là tình hình của bạn này với lại Trúc Anh ở clip sau đó mình chia sẻ thì sẽ có khả quan hơn hay mọi người. Và thôi thì trước khi kết thúc cái video thì cảm ơn tới quý Mạnh Thường Quân, với lại là chúc cho em cũng như cái lời chúc hồi nãy anh chúc cho trong gia đình kia đó là được bình an và nhiều sức khỏe đi. Có sức khỏe với lại cái sự bình an thì là cái điều tốt nhất là trong cuộc sống rồi ha. Dạ. Ừ. Tiền bạc thì kiếm sao. Dạ. Mình xin phép là mình kết thúc cái video ở đây nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.